Tôn Di sinh năm 1993 tại thành phố Tập An, tỉnh Cát Lâm, được đông đảo khán giả Việt Nam biết đến và yêu thích từ bộ phim Bởi Vì Gặp Được Em và Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ. Trước khi ra mắt chính thức với tư cách là một diễn viên vào năm 2013, thì Tôn Di từng biết đến với vai trò là người mẫu ảnh. Ngoài ra, Tôn Di còn được mệnh danh là Thánh Đàn vì năng lực chơi piano và dương cầm siêu cấp của mình. Sau khi tốt nghiệp cao trung, Tôn Di đến Bắc Kinh tham gia một khóa học biểu diễn, đồng thời chuẩn bị tham gia kỳ thi nghệ thuật năm thứ hai của Học viện Hí kịch Trung ương. Vào lúc này, cô gặp được người đại diện đầu tiên của mình và có cơ hội đóng một vai nhỏ trong một bộ phim truyền hình, từ đó chính thức bước vào showbiz. Gần đây, xôn xao thông tin Tôn Di sẽ vào vai nữ chính Hồng Ninh trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của tác giả Thục Khách. Đáng chú ý hơn là lần này, cô nàng sẽ kết hợp cùng hai nam thần đang rất được yêu thích hiện nay là Nhậm Gia Luân và Trần Vĩ Đình. Mặc dù hiện tại phía Tôn Di chưa lên tiếng xác nhận cũng như phủ nhận thông tin này, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến khán giả và nhất là fan của Tôn Di phải trông đứng trông ngồi. Bởi vì đây là một nguyên tắc rất nổi tiếng và rất được lòng các fan truyện. Hai quả thông tin này quả nhiên là suốt dẻo. Nếu như Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh có thể quy tụ những nhân vật máu mặt của tuyến diễn viên lưu lượng hàng đầu hiện nay, thì Tam Giác Tình Yêu Của Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng lại nắm giữ được nữ hoàng rating một thời, Tôn Di và hai nam thần vừa có lưu lượng vừa có thực lực là Trần Vĩ Đình và Nhậm Gia Luân. Quan trọng nhất, dàn diễn viên chính của cả hai bên đều là những nhan sắc thuộc hàng cực phẩm. Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng dự kiến dài 40 tập, sẽ khai máy vào quý 3 năm nay và sẽ lên sóng vào quý 3 năm 2021. Hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa lên tiếng chính thức về vai diễn của từng diễn viên trong dự án phim mới này, cho nên mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Bên cạnh Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng thì Tôn Di cũng có một số bộ phim dự kiến lên sóng vào năm nay là Kim Tịch Hà Tịch, Xin Chào Công Tố Viên và bộ phim vừa quay xong cùng Trương Bân Bân, Tôi Và Chúng Ta Ở Bên Nhau. Năm 2013, Tôn Di đã chính thức bước chân vào làng giải trí với tư cách là một diễn viên, nhưng đến năm 2014, cô vẫn chủ yếu hoạt động trong làng người mẫu, là gương mặt đại diện của một số nhãn hàng thời trang. Cơ hội chỉ thực sự đến với Tôn Di khi cô được mời góp mặt trong phim điện ảnh Hoan Ái, tên tiếng Anh là Pleasure Love, của đạo diễn Hoàng Nghiêu, hợp tác cùng nam diễn viên Quách Hiểu Đông. Đây là bộ phim tiếng Hoa duy nhất được đề cử tại liên hoan phim Sundance lần thứ 32. Ở tác phẩm này, Tôn Di vào vai nữ chính Hồ Nhã Tiệp thời niên thiếu, người có quan hệ tình cảm với nam chính Giang Nam, Quách Hiểu Đông thời trung niên. Trong phim này, Tôn Di và Quách Hiểu Đông có một cảnh giường chiếu vô cùng nóng bỏng. Nhờ Hoan Ái mà Tôn Di vinh dự nhận được giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 19, giải thưởng nữ diễn viên mới của năm tại Diễn đàn Hình tượng Thanh niên Hoa ngữ vào năm 2016. Năm 2015, Tôn Di tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ qua ba tác phẩm. Một là Đại Miêu Nhi Truy Ái Ký vai Đồng Đồng, hai là Nhật Ký Tình Yêu Tươi Đẹp vai Ngô Bình, đóng chính cùng Đặng Luân. Tuy nhiên, phải đến vai Mị Giao trong Mị Nguyệt Truyện thì mọi người mới bắt đầu để ý đến Tôn Di. Mị Nguyệt Truyện cũng là một bộ phim rất nổi tiếng, đây còn là tác phẩm đã bảo chứng thành công cho danh hiệu nữ hoàng rating của Tôn Lệ. Trong Mị Nguyệt Truyện, Tôn Di đảm nhận vai Mị Giao, người con gái phải chịu nhiều đau thương bởi lỗi lầm do chính cha mình gây ra. Dù chỉ là vai phụ, nhưng nhờ diễn xuất nhập vai, Tôn Di đã khiến khán giả chú ý đến nhiều hơn và cô nàng bắt đầu trở thành thần tượng trong lòng nhiều bạn trẻ. Ngoài phim truyền hình, Tôn Di còn hợp tác cùng Bao Bối Nhĩ trong phim điện ảnh Thời Thanh Xuân Của Tôi, đảm nhận vai nữ chính Lý Xuân Hà và phim điện ảnh Nam Hoan Nữ Ái. Sau Mị Nguyệt Truyện, Tôn Di tiếp tục được yêu mến qua vai nữ phụ trong Ban Thục Truyền Kỳ và bắt đầu bùng nổ nhờ vai nữ chính trong bộ phim chiếu mạng 15 năm chờ đợi chim di trú. Tôn Di ngay lập tức trở thành hiện tượng mới trên mạng xã hội. Trong bộ phim này, Tôn Di vào vai cô nữ sinh IQ cao Lê Ly. Khán giả hoàn toàn bị diễn xuất của Tôn Di chinh phục. Từ nụ cười trong sáng cho đến ánh mắt đau thương khi đối diện với tình cảm, tình bạn, mọi cảm xúc mà Lê Ly mang đến đều hiện lên vô cùng chân thực. 15 năm chờ đợi chim di trú kết thúc, những tưởng Tôn Di sẽ liên tục góp mặt trong những dự án hấp dẫn hơn hay sẽ trở thành top tứ tiểu hoa đán mới của màn ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng tên tuổi của cô lại dừng chân ở mức bình bình và cũng chưa thể bước vào hàng ngũ tiểu hoa của thế hệ 9X. Năm 2017, Tôn Di tiếp tục tái hợp lần thứ 3 với Đặng Luân trong tác phẩm Bởi Vì Được Gặp Em. Nếu trong 15 năm chờ đợi chim di trú, khán giả phải tiếc hồi hụi vì cặp đôi Di Luân không thể đến với nhau, thì lần này đã được thỏa mãn vì họ đã có thể cùng nhau viết nên một câu chuyện tình hạnh phúc.
Bởi vì Được Gặp Em trong thời điểm phát sóng là phim có rating cao nhất toàn quốc, cũng là một trong những bộ phim tình cảm hiện đại có rating trung bình cao nhất năm 2017. Không chỉ có nội dung đánh trúng gu của các khán giả nội trợ, những người thường xuyên theo dõi phim truyền hình trong khung giờ vàng, mà diễn xuất cùng những màn tình cảm ngọt ngào Đặng Luân Tôn Di cũng là một trong những yếu tố tạo nên thành công của bộ phim. Cuối năm, Tôn Di nhận được giải thưởng nữ diễn viên mới của năm tại lễ trao giải Quốc kịch Thịnh Điển. Sau Bởi Vì Được Gặp Em, Tôn Di lại có một quãng thời gian khá yên ắng vì không có nhiều hoạt động nổi bật như các tiểu hoa khác. Vận đen cũng bám lấy Tôn Di không ngừng khi hai dự án được mong chờ nhất thời điểm đó là Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ và Lương Sinh Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương liên tục gặp trắc trở trong việc xin cấp phép phát sóng. Mãi đến ngày 3 tháng 2 năm 2018, bộ phim đề tài dân quốc Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ mới được lên sóng. Bộ phim hội tụ được dàn sao vừa có sắc vừa có năng lực như Tôn Di, Hàn Đông Quân, Từ Chính Khê, Châu Đình Uy. Nhưng Nhân Sinh lại không phải là bộ phim hot nhất thời điểm đó vì nhiều lý do như không được truyền thông chú ý, tình tiết cắt ghép lộn xộn, tính cách và hành động các nhân vật không nhất quán, cặp đôi phụ Dịch Liên Thận và Yến Vân còn được yêu thích hơn cặp đôi chính. Mặc dù Tôn Di và Hàn Đông Quân là cặp đôi rất hot, nhưng chủ yếu là hot nhờ đoạn cắt được re-up lên mạng xã hội. Bởi ở những khung hình chung, hai người không những trông rất đẹp đôi, mà phối hợp với nhau cũng rất tự nhiên. Chính vì thế, bộ phim này được khán giả cho là chỉ hay khi xem đoạn cắt. Tháng 9 cùng năm, Tôn Di trở lại với Lương Sinh Liệu Chúng Ta Có Thể Ngừng Đau Thương, hợp tác cùng Trung Hán Lương và Mã Thiên Vũ, đảm nhận vai nữ chính Khương Sinh. Dù đa số phim do Tôn Di đóng chính đều nhận được nhiều sự quan tâm và bàn tán, nhưng đa phần đều là Tôn Di làm nền cho bạn diễn. Đơn cử như trường hợp của Hàn Đông Quân, tên anh liên tục được tìm kiếm trên mạng xã hội, vị trí trên bảng chỉ số truyền thông cũng trong top đầu, cùng những cái tên nổi bật như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh. Còn Tôn Di lại chơi với ở vị trí số 9, có lúc xuống tận 19. Chưa kể, trong thời gian Lương Sinh phát sóng, Tôn Di còn bị dính tin đồn xấu tính khi bị cho là đã đổ thêm dầu vào lửa trong vụ tranh cãi giữa Trung Hán Lương và Mã Thiên Vũ về vị trí nam chính của tác phẩm. Tháng 3 năm 2018, Tôn Di xác nhận đảm nhiệm vai nữ chính Lê Sơ Giao trong phim truyền hình Sơ Thần là Em Cố Ý Quên Anh, hợp tác cùng nam diễn viên Bạch Kính Đình. Lần này Tôn Di lại tiếp tục rơi vào thế bị động khi một lần nữa Sơ Thần bị hoãn chiếu vô thời hạn. Nhìn lại năm 2019, ai cũng tưởng là Tôn Di đang ở ẩn và không hề tái xuất vì các hoạt động của cô vô cùng ít ỏi. Nổi bật nhất có lẽ chỉ là tham gia vào hai bộ phim Kim Tịch, Hà Tịch và Xin Chào Công Tố Viên. Nổi bật trong rừng diễn viên trẻ xứ Trung nhờ thực lực, nhan sắc trong trẻo, đặc biệt nhưng sự nghiệp của Tôn Di vẫn không thể dùng hai từ chói sáng để nhận xét. Hiện tại cô nàng vẫn cứ bình bình tiến lên phía trước, nếu như không muốn nói là có lúc lại như lặn mất tăm, không ai nhắc đến. Tôn Di và Đồng Tử Kiện. So với các đồng nghiệp đồng trang lứa, sự nghiệp của Tôn Di không thể đạt được sự ổn định hay trở thành tâm điểm rực rỡ như những nàng lưu lượng tiểu hoa khác. Tuy nhiên, về cuộc sống đời thực, chắc chắn nhiều người sẽ phải ghen tị với Tôn Di. Tháng 10 năm 2016, Tôn Di công khai tình cảm với nam diễn viên trẻ Đồng Tử Kiện, con trai của đệ nhất quản lý Lâm Kinh Hoa. Ngay lập tức, tin tức trở thành đề tài gây bão trên mạng xã hội bởi Lâm Kinh Hoa là một nhân vật vô cùng quyền lực trong giới giải trí ở Đại Lục. Sau khi lên Weibo công khai mối quan hệ với Đồng Tử Kiện vào tháng 10 năm 2016, thì đến ngày 22 tháng 9 năm 2017, Tôn Di tiếp tục đăng tải hình ảnh gia đình ba bàn tay lên trang cá nhân, thông báo sự xuất hiện của tiểu công chúa, chính thức lên chức mẹ. Sau khi con gái ra đời thì thông tin Vương Kinh Hoa ghét bỏ Tôn Di phần nào bị dập tắt. Các blogger còn đưa tin thêm, với sự giúp đỡ của mẹ chồng, sự nghiệp của Tôn Di vẫn sẽ phát triển tốt, những dự án hấp dẫn vẫn sẽ đến tay cô. Nhưng đến nay, sau khi thời kỳ nổi tiếng nhờ 15 năm chim di trú và Bởi Vì Gặp Được Em đã qua đi, Tôn Di vẫn là cái tên không quá nổi bật của showbiz.